Chào anh em nhé. Nếu như mà có ai hỏi là có cái sản phẩm hay là cái đồ nào đánh bài nó hiệu quả nhất thì tôi cũng như bất kỳ một người nào cung cấp đồ cờ bạc đều là trả lời cái chiếc máy điện thoại đánh bài nó là hiệu quả và đánh chuẩn xác nhất. Cái thì không phải bàn cãi. Tuy nhiên này, cái việc mà đánh bằng cái máy điện thoại đánh bài này nó không đơn giản và nó không dễ như cái cách mà người ta quảng cáo, người ta chia sẻ với các bạn đâu. Những clip mà người ta chia sẻ, người ta quảng cáo ấy, nó cũng chỉ mang mục đích là quảng cáo thôi. Và quảng cáo với mục đích là để mà các bạn đến và mua hàng để người ta bán chạy hàng thôi. Chứ thực chất đánh cái máy đánh bài này nó cũng phải là có cái mánh khóe và có cái chiêu thức riêng. Thì clip của ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ và hướng dẫn thật cẩn thận cái cách đánh bài bằng cái máy điện thoại đánh bài này. Thì trên tay tôi đang cầm là một cái chiếc máy điện thoại đánh bài, nó cũng khá là nhanh và dòng này tương đối là cao cấp, nó thấp hơn một đời so với cái dòng iPhone 11 Pro Max. Đến bây giờ thì cái dòng máy điện thoại đánh bài cao cấp nhất là điện thoại iPhone 11 Pro Max. Nhưng mà tôi không mang tính chất quảng cáo, tôi chỉ giới thiệu và chia sẻ cái cách đánh cho nó hiệu quả thôi. Thì để như tôi nói đoạn đầu ấy, là bảo là vào cuộc chơi nó không dễ như vậy, là như này. Bởi vì là khi mà trên mạng ấy, người ta quảng cáo người ta sẽ làm như này. Các bạn trộn bài xong, đặt bài ra. Đấy, ví dụ như máy báo 3 thì các bạn bốc 3 cây ra. Người ta sẽ quảng cáo như vậy. Nhưng nếu như mà để mà đánh hiệu quả, đánh kín đáo thì không thể đánh như vậy được. Bởi vì làm sao? Khi mà các bạn đặt bài xuống này, máy nó báo 3, các bạn bốc 3 cây ra thì rất là lộ ấy chứ. Người ta không dùng thì người ta cũng nghi ngờ, đúng không? Người ta chưa dùng máy bao giờ nhưng người ta cũng nghi ngờ. Và thằng nào nó đã hiểu biết qua về máy rồi thì người ta cho mình một bộ bài vào mặt ngay. Cho nên là không thể đánh như vậy được. Thì clip của ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ thật là tỉ mỉ cách đánh như thế nào cho kín, cách đánh như thế nào cho hiệu quả để anh em khi mà mua về không phải bỡ ngỡ. Đây là cái chiếc máy điện thoại đánh bài. Thì trước hết bất kỳ một cái chiếc máy điện thoại đánh bài nào muốn chơi được thì các bạn phải ấn vào cái chỗ đấy, cái chỗ này gọi là chỗ nút để gọi ấy. Xong các bạn nhập mã vào. Mỗi cái loại máy, mỗi cái cấu hình máy thì nó sẽ có những cái mã riêng. Bây giờ tôi sẽ nhập cái mã này vào. Và cái mã này không thể tiết lộ nó sẽ lộ ra mất, hiểu chưa? Còn anh em nào mà ví dụ có máy cần tôi hướng dẫn thì gọi điện cho tôi số điện thoại này thì tôi sẽ hướng dẫn cho. Là cái mã nó như thế nào. Ví dụ nhá. Đánh liêng thì trong cuộc chơi người ta sẽ để một cái tai nghe. Đây này, đây là tôi đang để ở chế độ loa. Nhưng mà trong cuộc chơi người ta sẽ để ở chế độ tai nghe như này. Đấy, tai nghe kỹ thuật số này. Thì chỉ một mình nghe thôi, tai nghe siêu nhỏ, đút sâu trong lỗ tai. Nhưng bây giờ tôi sẽ để ở chế độ loa để mọi người nghe và cảm nhận. Đấy, ấn vào đây, bắt đầu trò chơi. Tất nhiên thì vào một cuộc chơi mình không thể là để cái chế độ nó sáng này được, mà mình phải ấn cho nó tối đi, kiểu như này. Đấy, và ví dụ như này nhá, trong đánh liêng không, trên mạng là người ta quảng cáo như này, các bạn đặt bài ra đây, máy nó báo 2, các bạn bốc 2 cây ra, đúng không? Như này thì rất là lộ. Đây nó bốc 2 cây còn dễ bốc, nhưng người ta nhiều khi mà nó báo 5 cây, các bạn đếm 1, 2, 3, 4, 5, đúng không? Như thế này là rất là lộ. Mà nếu mà muốn đánh kín ấy, đánh chính xác ấy, đánh để người ta không phát hiện được ấy, ví dụ đánh liêng nhá, đây là tôi sẽ làm chia một ván bài bất kỳ như này, đúng không? Sau một cái ván bài bất kỳ này, ví dụ mình vô tình mình là người thắng đi, mình bắt đầu ạ, vơ hết tiền nọc, vơ hết tiền gà thế này, xong rồi úp bài vào đây. Đấy, úp hết bài vào đây, xong xuôi hết đấy, đập một cái này đây, vơ tiền về đấy. Thế máy nó sẽ báo cho mình, máy nó báo bắt đầu mình cầm bài lên, bắt đầu mình mới trộn 1 2 3 4 5 6. Đấy là mình chia trộn xong là mình chia 3 4 người thì bài mình sẽ là bài đẹp nhất. Đấy, 8 điểm này. Các bạn nhìn kỹ nhá, đây là 6 điểm và mình là 8 điểm cao nhất. Thì đấy là cái cách mà khi mà mình làm cái nhá, cách đánh liêng khi mà mình làm cái, tức là bài mình ví dụ như đánh xong mình vơ bài về, mình chưa trộn ngay. Đấy, mình vơ bài xong đã, mình chưa vơ tiền, mình hãy vơ bài trước và mình vứt bài ra đây. Đây bắt đầu mình lúc này vơ tiền. Đấy, thì máy nó báo 5. Thì bắt đầu mình mới trộn 1 2 3 4 5. Đấy. Là xong là chia thì bài mình là cao nhất rồi. Đấy là cái cách mà khi mà mình làm cái thì sẽ đánh như vậy. Đây là 8 điểm, đây là 7 điểm này. Đấy.
Đấy là khi mình làm cái như vậy. Thế còn khi mình làm con thì phải làm như nào? Khi mình làm con thì cho người ta trộn bài bình thường đúng không? Trên mạng thì người ta sẽ bảo như này. Nếu ví dụ như ông này làm cái đi đúng không? Ông này làm cái chẳng hạn, mình làm con. Trên mạng ví dụ như mày, người ta bảo đây, bốc đặt thế này để cho máy nó báo. Đấy. Thì mình cầm lên bốc 5 cây, 1 2 3 4 4 cây đúng không? Trên mạng người ta sẽ dạy như vậy và chia trừ 1 cây lại chia nhà này. Cái cách làm như này thì đúng. Cách làm như này thì là đúng, không sai được. Bài mình vẫn là bài cao. Đấy, 9 điểm. Thế nhưng mà cách làm này nó không đạt hiệu quả và đánh nhiều khi là bị lộ. Tại vì sao? Mình không thể là bốc đếm từng cây một như vậy được, mà mình phải có cái cách đếm nó khác, cách bốc nó khác. Ví dụ như này nhá, người ta đặt ra như này rồi, mình mà cứ đếm thì nó thành ra nó trò hề đúng không? Mà mình phải bốc làm sao cho nó tự nhiên nhất. Thì cách bốc cho nó tự nhiên thì làm như này. Đây. Đấy, người ta đặt bài xong như này đúng không? Ví dụ như là cái ông này chia đi, cái ông đối diện này chia bốc một, ví dụ như mà máy nó báo một thì mình phải đội một cây lên, cái này thì dễ rồi. Đấy, như này nếu mình chia thì nó là xanh chín là ok. Còn trường hợp ví dụ như cái ông này chia chẳng hạn, ông này chia mà máy nó báo đây máy báo hai, hoặc ví dụ là máy báo ba bốn đi, máy nó báo bốn đi đúng không, như này là máy nó báo bốn, mà mình quy tắc là cái ông này chia nhá mà báo bốn thì mình phải bốc ba cây. Nếu như mình bốc ba cây mà mình đếm kiểu như này ấy, thì nó sẽ cho mình một cái vật tay vào mặt đúng không? Cho nên mình phải bốc theo kiểu là tự nhiên, tức là như này, khi mà nó báo như này phát 4, mình không bốc là 4, mình bốc xanh chín này, bốc xanh chín, đấy, máy nó bắt đầu báo 1, bắt đầu mình bốc một cây ra, đấy, xong, vào bên đây, bốc báo 1 phát, hoặc là khi ví dụ như này, báo 1 là chưa từ mình là cao, nhưng ví dụ như ván bài, đây, nó 4 này, bốc xanh chín này, bốc tiếp này, xanh chín này, đấy, máy báo 2 phát, đúng không? Máy báo 2 mình đập ở đây, mình vứt một cây ra. Bởi vì báo 2 thì nếu như nhà này chia ấy, thì mình sẽ bốc 1, đúng chưa? Thì mình chỉ cần bốc 1 cây ra, bài mình là bài cao. Đấy. Bài mình 9 điểm này. Đấy là cái cách bốc bài khi mà đánh liêng, đúng không? Đánh liêng là bốc bài nó phải bốc như vậy. Chứ không thể là các ông nó báo 6 cây, các ông 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bốc như vậy là không được. Mà mình bốc thật tự nhiên, không cần biết là nó báo bao nhiêu cả. Lần đầu tiên ví dụ nó bốc một cây hai cây thì dễ, nó báo một cây hai cây, ví dụ đặt số đây 7, 7, 7, như này thì đếm làm sao được đúng không? 7, 7, 7, mình phải bốc để cho máy nó báo sang một cái hợp phương án khác. Đấy, ba ví dụ như ông này chia chẳng hạn, mình chỉ cần bốc một cây là xong, là bài mình sẽ là bài cao, đúng chưa? Đấy là cái cách bốc khi mà người ta làm cái. Thì tôi chia sẻ đây một cái thì có nhiều ông này bảo là tại sao mà người ta là chia bài mà mày bốc cái, thế còn cái lúc mà mày chia bài xong để người ta bốc cái, đấy là tùy từng sân chơi. Ví dụ như cái sân chơi ấy mà mình trộn bài xong ấy, người ta phải bốc cái ấy, thì thôi coi như bạn đây mình bỏ, hoặc là mình chuyển sang cái chế độ khác. Nó có một cái chế độ là như này đây, lúc này thì mình phải chuyển cái chế độ, mình phải cài đặt cái chế độ khác ở trong cái máy này, mình chuyển sang cái chế độ là bốc cái. Khi mà người ta bốc cái không quan trọng nữa, bởi vì khi bốc cái mình vẫn làm chủ được cuộc chơi. Đây, đúng không? Mình trộn bài này, xanh chín này, đặt bài số này, bốc cái đi, các bố bốc bình thường đúng không? Đấy, bốc bình thường này, mình cầm bài lên mình chia 1, 2, 3, 4, mình chia bình thường luôn, bốc bình thường và chia bình thường. Thì trong một cuộc chơi, ví dụ đánh liêng nhá, tôi nói các bạn này, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Còn khi mà dùng cái máy này rồi, mình biết rõ nhà nào có điểm cao, nhà nào có điểm thấp. Sau khi mà bốc cái, bốc cái nó biết luôn chứ không phải chờ lúc kia. Bốc cái là máy nó báo là 42 thì nhà số 4 là nhà này, nhà số 1 là mình chia từ đây, nhà số 4 là cao nhất, nhà số 2 là cao thứ hai, thì nhà này là nhà cao nhất này. Đây, nhà này 9 điểm, nhà này cao thứ hai này. Đấy, ví dụ như ván bài này lên một phát nó báo như vậy phát thì thôi coi như ván này mình bỏ, mình mất gà thôi, chưa? Còn cái trường hợp mà cái ván nào mà nó báo cho mình cao hơn bài người ta thì mình sẽ đánh. Đấy, thấy chưa? Máy nó báo là 4 này, 2 này. Đấy là hai nhà cao. Và nhà số 4 là cao hơn nhà số 2. Đây, tôi sẽ làm lại cho các bạn xem này. Đây, trong một cuộc chơi nó sẽ để như này đúng không?
Đấy. Ví dụ là mình đặt vài số người ta bốc cái đâu, bốc đi. 1 2 1 2 1 2. Ban đầu đặt xuống, máy nó báo như vậy mình không quan tâm là máy nó báo như nào cả. Đấy, không quan tâm là máy nào nhỉ. Mình cứ để người ta bốc bình thường như này. Người ta bốc bình thường như này đúng không? Bốc xanh chín. Đấy. 4 3 Đấy. Máy nó báo 4 3. 4 3. Thì nhà số 4 là nhà cao nhất. Thì ván bài này có thể là mình bỏ luôn, mình không cần biết là bài mình liêng hay sáp. Ván bài này bỏ luôn, được chưa? Thì có thể là chờ ván bài khác, ví dụ như này. 4 2 đúng không? Đây là cậy mẹ đó, nó báo từ đầu mình không quan tâm để nó bốc á. Đấy, 2 4. Thì ván bài này mình không thể đánh được, mình bỏ đi chỉ mất gà thôi. Thì chờ cái ván bài nào nó báo là bài số 1 là bài cao nhất thì mình đánh. 3 2 cũng không đánh. Chỉ mất gà thôi, đúng không? Ví dụ như này nhé, tôi sẽ làm cho các bạn một ván bài các bạn xem. Đây. Ví dụ như ván bài là 10 GQ. Đấy, mình sẽ được 10 GQ. Đây nha, tôi sẽ là xếp một ván bài để cho các bạn biết máy nó báo là độ hiệu quả nó như thế nào. Đây bàn ca cho nó xanh cho mẹ chín. Đấy. Ví dụ như này chẳng hạn đúng không? Đây. Bây giờ mình sẽ có một cái thế bài như này. Vào cuộc chơi nó gặp nhiều trường hợp như này lắm. Đây. Như này chẳng hạn nhá. Bài để lên đây. Ví dụ như này chẳng hạn đúng không? Khi mà mình trộn bài xong, mình đặt xuống, người ta bốc cái, bốc xanh chín này. Người ta bốc hai. Người ta bốc xanh chín đúng không? Bốc như này là xanh chín. Xong máy nó báo cho mình một cái là 3 3 1 3 1, mình vẫn cứ chia bình thường. Đấy. Mình không cần biết trong này như nào cả, mình vẫn cứ chia bình thường. Và ra một ván bài như này thì bài mình là 10 GQ. Nhưng mà mình được báo trước rồi. Mình được máy nó báo là mình là 10 GQ, nhưng mà bài của đối phương, tức là bài của nhà số 3 này, nó vẫn cao hơn bài mình. Thì nó thật là nếu như mà không dùng máy thì các bạn với một ván bài này bạn mất rất là nhiều tiền. Còn khi mà đã dùng máy rồi thì bạn biết được à, 10 GQ cũng đeo ăn thằng đó đâu, bỏ đi. Lúc đấy thì mình tự động mình úp cái bộ bài này vào nọc, mình trộn đi. Đấy, người ta không biết mình là có 10 GQ. Nếu như mình có 10 GQ mình đưa cho người ta xem thì mà mình bỏ ấy thì nó nghi ngờ, gây ra cái tình trạng là nghi ngờ, đúng không? Cho nên ván bài này mình bỏ đi. Bởi vì cái thằng này là 3K. Các bạn hiểu không? Máy nó báo 3-1 thì mình kể cả 10 GQ hay là sắp K đi chăng nữa, mình vẫn phải bỏ. Bởi vì máy báo là không thể sai rồi. Đúng chưa? Đây là cái cách đánh liêng khi mà sử dụng cái máy điện thoại đánh bài này. Nó hiệu quả đến đâu hay là như thế nào thì các bạn vẫn phải đánh đúng nguyên tắc và đánh như nào cho khéo để người ta không nghi ngờ. Ví dụ như việc bốc cái thì các bạn phải bốc kiểu như này. Đấy, bốc xanh chín. Đấy, kiểu như vậy đây. Tôi sẽ chuyển sang cái chế độ bốc cái cho các bạn xem. Bốc nó phải bốc thật xanh chín chứ không thể là các bạn cứ vào bốc linh ta linh tinh được. Bốc linh ta linh tinh kiểu cứ đếm cây như vậy thì không thể trôi được. Và cũng chẳng ông nào ông đồng ý với các bạn bốc kiểu đấy cả. Đây, đặt tay phát. Máy báo như nào mình không cần biết, bảy nhiều quá mình bốc xanh chín. Đấy. Máy báo 3 thì mình bắt đầu bốc này. Ví dụ bốc này phát. Đúng không? Đây xong. Thế là xong. Chứ còn bây giờ các bạn bốc kiểu đếm như này thì không thể đánh gai được. Đấy là những cái mà các bạn cần lưu ý khi mà cứ sử dụng cái chiếc máy điện thoại đánh bài này. Và đây cũng là một lời cảnh tỉnh cho một vài ông gọi là gà mờ. Đừng có nghĩ là nghe người ta quảng cáo trên mạng hay lắm hay vừa mà các bạn cứ nghĩ là mua về là kiếm được tiền. Các bạn phải khéo. Mặc dù cái này thì không thể sai lệch rồi, đánh nó là chuẩn 100% rồi, không thể sai lệch được. Nhưng mà ngược lại là các bạn phải có những cái mánh khóe để mà qua mặt người ta, để mà người ta không nghi ngờ mình thì mình mới làm được. Chứ còn mà khi mà vào cuộc chơi ấy, các bạn một vài động tác để mà người ta nghi ngờ rồi thì coi như cái trận bạc đấy là hủy, không thể ăn được. Đấy là những chia sẻ trong clip của ngày hôm nay. Anh em nào mà cần những cái chia sẻ như này có thể là nhấn cái nút like ủng hộ mình làm thêm nhiều clip nữa.